mai đêm nay là say đêm mai hai toàn ai vẫn thương nhất được giờ đã xa để quay lại buồn vì yêu không giữ gì yêu nhau đâu nghĩ cho nhau trong cơn mưa thầm sâu thì ta đâu đã hay biết chưa hai ba ngược để cầm lên Ê, anh thử một phát ở góc này phát. Đúng rồi. Đặt cao lên, che. Đây, che một chút. Che môi dưới. Đây. Đấy, rồi. Đúng rồi, che môi dưới. Ôi, chân đàn dài 1 mét nhưng có 2 viên gạch. Wow. Wow, xuất sắc không? Em tưởng bỏ được, em tưởng chúng mình sẽ không phốt bỏ đi. Mình phốt cái gì còn tốt. Đây. Hơi khó, cái này hơi khó nhá. Cái này mình có nên chụp nhiều góc cạnh mặt hơn nữa không ạ? Kiểu. Anh muốn chụp Photoshop à? Nhiều mình quay trái quay phải. Không, Sơn tự quay, mình chỉ được một chỗ đẹp thôi. Góc mình chỉ được một góc đẹp thôi. Mình chỉ phải chụp cân thế này đấy. Mình cũng chỉ cân thế này thôi. Rồi. Này bạn. Em thấy cái này không? Khi nào ấy, cái đường này với cả cái đường này hợp nhập nhau là em chụp đúng đấy nhá. Em thấy cái đường vành đen này không? Dạ. Em thấy cái đường cái này bị sai đúng không? Đấy. Khi nào em cân ấy. Khi nào em cân ấy, đấy. Đây thế này là em chụp cân này, thấy chưa? À. Ok chưa? Khiếp tình bể bình quá. Cứ hạnh như thế này. Cái này thì lại phải hơi thấp vài số tí, nhưng cái cảnh điểm này thì cái này hơi thấp, hơi ngang tầm mắt đây này, cái gì gọi là eye level. À, đây là cái máy với cái mắt nó phải ngang nhau. Rồi em lấy. Chụp ngay eye level. Không là bây giờ mình xem không sao đâu, chứ mình nhà mình có file gì ấy, cả các cái đấy chúng mình đổ vậy. Ờ không rồi. Chân đặt đất này. Không, có cái góc tường này nó phải hơi như vậy. Này là hơi như đấy. Đấy, đấy xong rồi. Nói xong đúng không? Ừ, thì là đẹp. Thì là không đổ. Bị cắt chân này rồi. Đấy, thế thôi. Như nào? Làm được rồi. Mình có đẹp như người ta đâu. Eo ơi, như này khó lắm em ơi. Basic nhất rồi còn gì? Cái là gì? Động tác của cô thí là gì? Tác này là đương lưu mà. Đây, ngồi như này, ngồi khoanh tay vào. Không, ngồi ra cái kia thôi. Ngồi ra gì anh ơi? Ngồi ra gì đây này? Để cho chân nó dài, chính xác. Một chân ấy lên, một chân để lên trên. Đâu, chân nào? Đây. Anh để kiểu này. Đây này. Không, nhắc cao là gì? Anh để lên trên cái mạng này. Không, chân này để lên cái cục kia là chính xác. Không, sân là để nhờ, không phải về được. Sao mình cứ cầm cái là gì nhỉ? Được rồi. 3, 2, hơi lên ngửa người sau tí. Khoanh tay đi anh, khoanh tay kiểu mãn nguyện đi. Mãn nguyện nhá. Kiểu ác kinh ý. Boss mà, boss đi mà. Xong rồi bọn anh đi tìm rồi. Ok nhá. Đây là 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Xem, đẹp không? Mặt sáng trưng luôn á. Mặt sáng sủa chợ, có má hồng chợ. Má hồng, môi hồng. Nhưng mà môi sơn lại để kiểu thổi. Ừ. Thổi gì ý? Hơi trùng. Nó hơi trùng chím em ạ. Hơi trùng chím, đừng trùng chím. Người nửa nhiếc mà. Tao được bố trao cho cái Hư tẫn cười. Là trao cho cái mai dung này. Đấy mai dung. Trao cho cái nhà này khổ quá. Thế lại hơi gái rồi. Ừ, hơi đều rồi. Cười nửa miệng. Kinh là. Cười kiểu mãn nguyện đi anh. Cười mát người là cười ở đó đi. Ok. Xem thầy máy để báo hết pin vậy anh. Để cắm lên đừng gặp bằng vừa vào. Anh
hai con kiểu xích xích đồ kiểu. Cái này được này.